cả nhà. Giờ đi soi nít nha cả nhà. Ở đây nước càng trễ rồi, bây giờ vẫn còn lớn này, nước chưa thấy rõ. Nước này nếu mà càng đúng tâm thì cũng khoảng 9 giờ hơn 9 giờ đêm ạ. Càng ngày nước sẽ càng trễ lần này. Con cây dấu này. Để cái xuống hướng như này để mấy cây dừa này nha. Cái này còn lớn quá, chưa thấy nữa. Trời ơi, món luôn à. Lọt hết rồi à. Lỗ bự. Ô, món điện thui luôn rồi. Đó là điện. Kê điện luôn thôi cho nấu tránh trời ạ. À. Con cá chỉ bông này nha, con cá đầu tiên này. Wow, chút nữa chạy mất rồi nha. Ôm bỏ mấy cái này ra. Cái bông này kìa. Trời, bông này rất sống luôn cả nhà. Trời, bông này sống lớn lắm. Cá mà nó khờ luôn thế. Bắt lên mà nó không dậy nữa mà. Sống mà đưa như vụ luôn nè. Đục nước luôn hả cả nhà. Cào rong rêu lên. Phát hiện ra một quả cá hồng này nha. Trời, sống quá, khó canh chuẩn được con cá này. Làm giữa kia đá luôn rồi nha. Ôi. Làm trúng một chuyện rồi, giờ lấy lên là một chuyện nữa đây. Đây nó nằm dưới kia đá này cả nhà. Cạn quá đi, kiếm chỗ nào cát là nhận đi. Chỉ cho nó đúng sâu xuống cá nè, bám vô sâu mới dỡ lên được nha, không là dỡ lên là rớt, nước là rớt. Cá này lớn nè. Wow, và ra cả nhà cá không. Cái kiểm đen này cả nhà. Cái này mà nó chua là rất là béo luôn. Ôi. Chạy ra cả nhà. Ô, nó vô hang rồi. Ồ. Hơn nữa nó ra là. Ồ, cái này. Hơn nữa chạy mất tiếc lắm. Ồ, cái này rất là mập luôn. Ồ. Này gọi là cái kiểm đen này cả nhà. Sống đưa vô cạn luôn.
Wow, sông nha. Wow. Tất cả trong này dơ. Rong rêu nó bứt lên rồi. Đục nước luôn, không thấy ngó luôn. Đi đi chỗ khác coi cả nhà. Đây không có anh nào. Mũi này đi này sống quá. Đây, con thì bông này lớn này cả nhà. Rồi. Oh, oh. Wow. Wow. Quá đã cả nhà. Cái tháng này là rất là mập rồi nha. Cứ chục con là thấy có 300 ngàn rồi. Tức là đêm nay nước hơi đục rồi cả nhà. Cái điểm này có cá này. Được con cá hồng nữa nè cả nhà. Này nằm khó hơn con nãy nữa luôn rồi nha. Rồi vô hang nữa. Đây là con cá sơn ganh. Này nuôi cá tiết đẹp rồi cả nhà. Đó là từ này luôn. Sông say sắm luôn cả nhà. Wow, chạy dưới không? Ôi dồi, trúng là tí à? Mới vô rồi nha, chạy nhanh quá. Mới vô rồi nha. Nhanh nhái. Chìm như thế này. Đây còn phải con cá này kìa. Nó nằm ở dưới đây này. Ừ, kìa phát đó, con cá này. Không cần được sâu quá không hết luôn, kéo chỗ nào nữa. Rồi nó lên rồi. Ô. Thôi quá nhà. À.
đâm trúng rồi á. Anh bị kiểu anh bị xíu rồi nha, xong anh chìm xuống nước rồi anh. Giờ anh ngọt cái anh nấu lên lại. Này con sứa này này cả nhà. Nhà có đi tâm biển đâu là thấy con sứa này là né cả nhà. Này. Rất là độc nha. Đây. Nó mà cái tôi xúc tua của nó mà nếu nhiều người này cả nhà. Là ai mà không chịu là nóng lạnh luôn á. Bệnh á. Rất là độc nha cả nhà. Này là quên gọi là con sứa lửa nha. Thì đụng vô là rất là nóng luôn. Nhai rồi nè. Oh. Đục quá, căng không có chấn được cả nhà. Được rồi. Cái này nó phóng nguy hiểm lắm cả nhà. Ôi, cả nhà thấy cái miệng nó nè. Nó phóng xuống rồi. Xong rồi nha. Hẹn cả nhà mình ở video sau nha. Rồi, xin kết thúc video này nha.